Nhá, mình sẽ cái ke nó chạy vào bên phía cửa nhà gỗ này này. Bắt đầu nó ngó đang ngắm mình. Mình sẽ xin nhẹ ở đâu, mình sẽ lì xì nhẹ viên đạn vào đầu nó bắt ạ. Giờ cái bo 3 đang bắt ở đâu? Cái bo 2 hay bo 3 ta? Bo 2 đúng không? Bo 3 nó mới xuất hiện à? Chuẩn bị bo 2 đập vào bo 3 này bạn ơi. Nó vẫn núp sau nhà gỗ ở đây. Ló ra nhìn đấy. Ui xời. Các bạn đang muốn tìm kiếm một nơi mua Free Fire hỗ trợ tốt hay nhiều vòng quay hấp dẫn mini game thỏa thức cho anh em max cấp lại nhân phẩm thì hãy đến với shopanhpho.com. Nào, các thiên chơi đã quay trở lại với channel của Khá Bảy các bạn ạ. À đâu nhập channel của Khá Phẻ các bạn nhá. Chà, nay thúng lúc là có vẻ là cũng hơi đông vui phết đấy các bạn ạ. Mình sẽ nhảy bên phía nhà Vazan đi. Có vẻ là có một thằng thanh niên nọ á, đây rồi. Có luôn cây mắc 7 thế này thì chiến luôn đấy bạn, để qua chơi luôn rồi. Thế nó nhảy chiếm nhà L của mình này. Thường là mình sẽ kìa, nó nhảy cái lồng. Nhảy cái sổ hôi thế thì em xin. Thường là mình nhảy thung lũng là mình sẽ nhảy cái nhà L này đầu tiên này, sau đó mình sẽ lút qua nhà Vazan. Mình lút qua cái tròi rồi qua hạ ba nhà gỗ. Và sau đó mình xuống kìa, sau đó có xe phi xuống đây. Phi xuống. Ăn đòi nó đạn kìa. Chị gái lại phi xuống nhà ba ra để skip kill cho mình các bạn ạ. Thôi xong rồi, thế này thì tới cũng không câu chuyện chị gái rồi. Đây là lút đồ đây này. Ai chả chuẩn bị chạy qua đây không? Ok. Như là chị gái tính chưa có bên phía tròi các bạn ạ. Chị gái lại tính chơi chiến thuật của mình là lút tròi, xong nó lút ba nhà gỗ, xong nó đến nhà ba ra kiếm cua đồ. Ui sời ơi, em xin cái đầu chị nha. Chị này gặp chị là may mắn lắm đây khi được gặp idol fan 7 các bạn ạ. Chả nay được quả SKS các bạn nhậu ảnh. Lâu rồi kiểu mình chưa kiểu cầm mấy cây vút quan sọt quan kill cho bạn xem đúng không? Thì mấy clip trước ấy mình làm kiểu vút SKS này kiểu ủi vút toàn đầu không các bạn ạ. Thì SKS thì nó vút cũng hơi chán quá thôi. Chắc hồi nữa là mình sẽ làm một quả clip bắn gì nhở? Bắn cây chim bói cá à đâu không? Chim gõ kiến các bạn ạ. Chim gõ kiến quan trọt các bạn nhá. Nếu mà các bạn ủng hộ thì đừng quên là like, share, subscribe, comment một hai cái để tạo độ tương tác cho cái channel của thằng fan 7 các bạn nhá. Để thằng fan 7 có động lực mà làm clip kiểu highlight các thứ cho bạn xem chứ đúng không? Đúng rồi. Các bạn dạo này kiểu xem chùa không nhiều quá. Stop không it. Kiểu comment với lại like, share, subscribe các thứ để tạo độ tương tác cho các channel mình ở kìa. Đấy, có bao nhiêu chiến lều bạn ạ? Mình xúc bình cái nhẹ phát nhá. Mua ba lô ba nhỉ? Ờ, chứ có ba lô, mua ba lô chứ đi. Ừ, đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Mình chắc tính sau. Đấy, ok. Dân chơi này gặp idol fan 7 chưa chào mà đi đâu rồi kìa anh em. Kìa như là nó di chuyển ra sau nhà rồi bạn ơi. Ấy chà. Thế nên là chắc là gặp fan bảnh sợ quá là vắt chạy đi rồi bạn ơi. Mình sẽ để lên đây mình kiếm bạn nhá. Bắt đầu xin gặp đủ lại còn tính rình đập à. Thấy idol fan bảnh bắt đầu không dám solo cận chiến rồi. Rình đập thì lặng nhẹ cái nào liền. Ua trời ơi. Lâu lắm rồi không bắt FPS chiến thép nhỉ. Ấy mua quà cho đi để xem liền. Trời. Chào các bạn, thì hiện tại là mình đang livestream duy nhất trên Abuja. Mình livestream vào lúc 8 giờ tối vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6. Và mình livestream vào lúc 10 giờ sáng vào thứ 3, thứ 5 và thứ 7. Thì các bạn hãy bỏ ra một chút thời gian về tá Abuja về follow mình các bạn nhé. Gặp idol fan bảnh là idol phải fan bảnh phải mua quạt cho xem nhẹ các bạn ạ. Uầy, tính ra là các bạn thấy mình phối bộ đồ này trông có vẻ là hợp chứ bạn. Không biết là mình có nên đổi kiểu tóc khác không nhỉ? Chắc khả năng là mình sẽ đổi quả tóc khác chứ quả tóc này giống idol nào đấy hiện tại là đang hot trên TikTok bạn ạ. Idol kiểu cũng có quả đầu các bạn các bạn ạ. Không biết là có bạn nào kiểu xem được cái video đấy chưa ta? Nếu bạn nào xem được thì hãy comment xuống bên dưới các bạn nhá. Ngày hôm qua mình tính làm quả không dám bắn thẳng mặt lại dám bắn vào mông của thằng fan bảnh à. Thế đây là hỏng rồi các bạn ạ. Ngày nay chắc có lẽ mình sẽ chơi đến bo cuối mình sẽ làm quả fan bảnh quay tay hồi máu nha bạn. À đâu nhỉ? Fan bảnh múa quạt hồi máu chứ. Mình đặt tên biệt danh là fan bảnh hay là bảnh fan nhỉ? Fan bảnh nghe hay hơn chứ đúng không em? Chờ kiểu vừa có tên của mình lại không có chữ bảnh nữa. Ủa, fan bảnh. Có vẻ như là thằng thi nó không chịu ló là nó chơi solo với mình rồi bạn ạ. Ê chà, có khi nào nó hack nó chui vào trong cục đá không ta? Ừ, mình nghĩ khả năng là thế đấy. Thôi bỏ đi mời, bỏ đi nhây thì lâu quá bất công mình bị bên nhà lỗ hay nhà gà trường học chạy lại nó bắn mình bảo sao đen bạn ơi. Quay lại check xe quay lại check mic này thể nào nó đẩy lại được kìa. Úi xôi, fan bảnh vút tâm SK tầm gần thế là chết rồi bạn ạ. Thì đang tính đẩy lại bạn thôi rồi xong. Tới công chuyện rồi, tới công chuyện bạn rồi. Tất cả khi thằng fan bảnh thế là chết rồi bạn ạ. Ấy chà. Có vẻ lẽ là mình lên đặt nhiều mẫu nhưng mà có nhiều ông keo bạn ơi. Tầm khoảng 8 bình máu mình nghĩ khả năng là đủ đấy.
Ủa sao quả bo này mình thấy quen quen thế không nhở? Quả bo này mình thấy hơi quen quen lắm ơi. Cái bo này nó vào cái khu vực gì nhở? Được quăng mấy quả phơ lắc đi. Cái bo này nó vào cái khu vực cái ngọn hải hải đăng ngay bên phía dưới cầu bạn ạ. Mình sẽ xuống mình chờ bo 1 hút xong ăn xem cái bo 3 về đâu các bạn nhá. Người cái bo này quen lắm. Này, trông này. Ế, có một chị gái chạy lo ton giữa đồng kìa. Ơ kìa. Em gái đi ngang qua lại không chào thằng phèn bảnh lại vô lễ. Bực cả mình. Đi chui vào trong nhà gỗ. À, từ nghe sát không? Trong đây anh em. Mình sẽ làm pha bóp xương xương các bạn nhá. Thôi nếu mà clip này mà các bạn like cho mình được 10k like thì ngày mai ngày mốt gì đấy mình sẽ làm quả clip bắn chim gõ kiến lấy tóc một bạn ạ. Vẻ là chị gái này ngủ trong nhà lậu kìa. Sao lại gặp chị gái ngáo ngơ thế này thì chết là bạn ạ, cũng thì ship cho mình được 2 quả keo à. Rồi cũng tốt bụng phết đấy bạn ạ. Nếu mà video này mà được 10k like thì ngày mai ngày mốt gì đấy thì mình sẽ làm video chỉ để có đón bao lần mời làm video dùng chiên gõ kiến kiểu bắn. Mình nghĩ là khả năng là làm hết 10 kill hết sọt cũng nhở, không làm 10 kill ví dụ như làm toàn bộ kill hết sọt thì cũng hơi khó. Nói chung là đầu trận xuống thì mình cũng phải nhặt súng này kia bạn ơi. Nói chung là ngày mai ngày mốt gì đấy nếu mà được 10k like nhá thì mình sẽ làm một clip full hết, làm một clip vút tâm chim gõ kiến xưa bạn ạ. Lâu rồi cũng không bắn mấy cái cây kiểu một viên bốc bốc đầu này các bạn ạ. Quay lại đớp cái đón bò bạn ạ kìa. Ôi, nó đang có quét một chấm đỏ thêm bên nhà lỗ bên kia. Uầy, trời ơi, mình ngửi thấy cái bo này nó hơi quen nhá bạn. Cảm giác là cái bo này nó hơi quen nhạt thôi. Để mình sẽ chơi chiến thuật đi bạn ơi. Chiến thuật phải gọi là mua bo nhá. Mình cảm giác bo này quen lắm. Như là khả năng là có khi nào bo cuối là nó sẽ về cái góc hồ xí trước mặt mình này bạn ơi. Tại vì cái bo này mình gặp hình như là 1 hay 2 lần rồi. Nhưng mà kìa, con đi chiến đổi cho bạn ơi. Đủ. Hình như cũng thấy mình rồi đúng không? Kệ che đi em ơi. Tính giúp đầu mà không được bạn ạ. Cài nhẹ của mình ở đây này. À đủ, có thể chạy nhà bọn kìa, kìa. Úi xói, chết mợ rồi. Mình thói quen con ơi. Tại sao mình không bật ngắm mình vuốt tâm thiết đốt các bạn nhở. Ôi ơi, pha này hơi ẩu. Mình quyết lất mất là mình cầm cây SK bạn ạ. Kìa, mình bắn lục phóng lựu mình. Thế thì cầm lục phóng lựu này bị ảo tưởng ta. Nhá, mình sẽ cái ke nó chạy vào bên phía cửa nhà gỗ này. Bắt đầu nó ngó đang ngắm mình. Mình sẽ xin nhẹ ở đâu, mình sẽ lì xì nhẹ viên đạn vào đầu nó bạn ạ. Giờ cái bo 3 đang bắt ở đâu? Cái bo 2 hay bo 3 ta? Bo 2 đúng không? Bo 3 nó mới xuất hiện à? Chuẩn bị bo 2 đập vào bo 3 này bạn ơi. Nó vẫn núp sau nhà gỗ ở đây. Ló ra nhìn đấy. Ui xời ơi. SKS riêng cây SKS tăng 2 vạch sát thương thì một viên vào đầu không nói nhiều luôn các bạn ạ. Mình không biết là cái cây SKS này của mình nó tăng 2 vạch sát thương hay là 1 vạch sát thương ta? Mình cũng không nhớ bạn ơi. Nhất là mình chờ xem cái bo 3, bo 4 nó có như mình đoán không các bạn nhá. Mình khả năng là cái bo cuối nó sẽ về cái góc hồ xí bạn ạ. Bởi vì bo này mình thấy quen lắm, cực kỳ quen luôn. Xong này, các bạn xem trận này thằng phèn làm nhà tiên chi vũ trụ trận phèn bạn. Ok kìa. Sao cái bo nó lại lên bên trên nhà xe kìa anh em ơi. Sao cái bo lừa thế nhở. Nếu mà cái bo cuối độ lên lóc nhà xe á thì thằng phèn bảnh sẽ là một pha phải gọi là múa quạt hồi máu bạn ạ. Nghe có vẻ hợp lý phết nhở, múa quạt để hồi máu. Rồi để lên cái nhà xe lấy góc các bạn nhá. Nắp xưa để xem. Rồi có pha nhở, có pha nhở. Có hai chấm đỏ khả năng là bên trên đồ hết luôn rồi bạn ạ. Ủa số thế thì thôi, để mình sẽ xử thanh niên gần đây trước bạn nhá, rồi mình sẽ xử đứa xa sau. Nó chạy quật. Ok, cái bờ đồ này nó hơi khó cho mình ấy. Mình sẽ xuống cái nhà xe. Ủa kìa. Uầy, được em ơi, la. Một thanh niên cuối nó ở bên bo kìa, kìa nó ở sau đây bạn ơi. Ê, chà, cái bo này góc nhà xe cho bo này bạn ạ. Để mình sẽ ra sau nhà xe bạn nhá. Mình sẽ chờ cái bo thu lại, sau đó mình sẽ lên cái nóc nhà xe làm quả thằng phèn bảnh múa quạt lấy tóc một các bạn ạ. Ủa, nghe có vẻ là hợp lý nhở. Được phết. Để mình sẽ lấy cái lên gần cái nóc nhà xe trước đã. Chờ bo thu vào xong rồi mình chạy lên là hợp lý bạn ạ. Lấy góc trước đã anh em ơi. Bây giờ mình phải chờ thanh niên bên tay phải bên dưới bờ đồi kia nó đẩy bom ok nó vào bom bạn ạ. Để hai thằng đấy nó sẽ tập trung nó combat, nó sẽ không đi nó dồn đa vào chỗ mình mời. Bây giờ nếu mà mình đẩy lên cái nóc nhà xe sớm quá thì hai thằng đấy nó sẽ để tập trung sự chú ý vào mình, nó sẽ sấy bom keo mình bạn ạ. Nên mình sẽ toàn đấy. Chúng ta phải sử dụng đến cái đầu. Riêng những trường hợp bom cuối này chúng ta phải sử dụng đến cái đầu nữa bạn ạ. Để mình sẽ cố gắng trận này thằng phèn sẽ làm quả phèn bảnh mũ quả lên top 1 đêm nhá. Khi chạy bom rồi sẽ lên góc trên đây. Chứ để cho bo bạn ạ. Ý, đằng kia nhanh. Chả đây rồi. Bo rồi bạn ơi. Chín bình máu của mình khả năng là. Ấy kìa, cấu máu thì cái nhẹ. Ý, thằng niên đau liền.
dính hai viên S cái thấu lên bạn ạ. Mình sẽ không xử đứa nào hết các bạn nhá. Mình sẽ chỉ cầu máu thôi. Để cho cái bo cuối thu vào ấy, thì bọn nó sẽ tập trung, bọn nó combat nhau hơn. Bọn nó sẽ không để ý sấy bóng keo mình anh em ạ. Nhưng mà solo 1-1 ấy thì thằng đấy nó sẽ sấy bóng keo mình. À không, cho mình tank bo anh em, chúng ta phải xuống cái đầu liền. Á đủ sấy bóng keo mình kìa. Để mình tóc sát cho bo chứ đã. Rồi chờ bo thu vào thôi em ơi. Thế chẳng đấy, đây. Nếu mà pha đấy mà 1v1 là nó sấy bóng keo mình các bạn ạ. Xin lui đây bơm máu đi. Hai thằng này nó phải công nhau, nó phải công nhau ạ, nó phải công nhau. Chúng ta phải xử lý tinh tí hợp tinh tế liền. Không, bây giờ thằng fan bảnh sẽ múa quạt hồi máu rồi nhá. Đấy, múa quạt hồi máu này ơi, múa quạt hồi máu nào anh em ơi. Fan bảnh múa quạt hồi máu rồi, bắn nhau đi mình trai. Ù, không biết cái chấm bo nó về đâu ta. Chấm bo nó mở xuống sườn đồi là xong rồi, tí nó két nhẹ cái kim ạ. Ủa kiểu thục úi xôi đi kêu cầm vector đôi à. Từ nhá, hình như nó tính lấy nó bắn chúng ta. Từ từ, nó cuối, nó tóc bỏ về đêm rồi. Khỏi bắn luôn, úi sợ. Fan bảnh múa quạt hồi máu top 1 liền các bạn. Múa quạt hồi máu liền. Múa quạt hồi máu liền các em. Trời ơi, được thế nhỉ, ôi trời, đẹp trai thế. À mà không biết là có cái tóc nào nó hợp với bộ đồ này hơn không các bạn nhỉ. Thì các bạn comment cái tên bộ tóc bên dưới các bạn nhá. Thì mình cũng có khá là nhiều kiểu tóc ấy. Hồi về sau mình sẽ tính mình thay tóc bạn ạ. Thì thôi các bạn, xem video này của mình thì đừng tiếc gì cho mình một like, một share và một bên dưới. Và nhớ đăng ký kênh và bật chuông em nhá. Chào người nha.